Chào các bạn, mình đang ở trung tâm khu vực trung tâm thương mại của Sadec. Mình đến Sadec vào tầm 2 giờ rưỡi chiều, nghỉ tới 4 giờ bước chân ra khỏi khách sạn thì trời nó mưa. Từ khách sạn Ánh Dương chỗ khu trung tâm thương mại đường của Sadec á, thì mình có thể đi bộ ra được một quán là quán Khói BBQ. Quán này mình đi bộ chưa đến 5 phút từ khách sạn Ánh Dương thì đã tới rồi. Đi thẳng đúng một đường một, không quẹo lựa gì hết. Và đây là cái dĩa lai rai của mình. Nói chung là mình về nhà mình có thu âm, cho nên là cái tiếng thu đó thì các bạn chịu khó lắng nghe, tí hơi ồn. Cảm ơn các bạn nha. Combo lai rai, pin, bacon and jumbo 169.000. Nó là dăm bông mà. Không, nó giống nem nữa. Nem rút chi chua á. Cái này là gì đây? Khoai. Khoai gì vậy? Giống khoai môn. Khoai môn. Cốt sắc nè. Đúng là lai lai thật. Cái này hơi mặn, đúng là hợp với mấy anh uống bia. Ăn này không? Pha bia. Pha bia. Pha bia. Mặn. Chỉ gọi là lai lai. Mấy đứa phá mùa nha là ăn không được đó. Mà công nhận cái gì 169.000 nhiều chứ bộ. Nhiều hơn bên Lan Anh luôn á. Nhiều. Ăn mệt nghỉ luôn á. Cái này không có. Hơi mềm, nó hơi mềm. Hơi mềm. Khoai tây chiên hơi mềm. Hơi mềm à. Có thể là chiên chưa đủ nhiều, đủ dầu. Chứ không có được crunchy lắm. Crunchy là sao? Là giòn á. Giòn à. Là yêu cầu là phải cắn rốt à. Khoai này ngon. Khoai môn chiên à. À, cái này em lại thấy ăn mềm hơn. Ok. Nãy giờ là mình thưởng thức đã xong rồi, bây giờ mình sẽ quay cho nó rõ ràng hơn để mà các bạn có thể chiêm ngưỡng được cái đồ ngon của cái này. Cái này có thể là nhìn nó hơi béo gì đó, nhưng mà mình là người thích đông bê, mình thấy cái này là mắt mình sáng rỡ thôi. Cái này là chắc mình nghĩ chắc là xúc xích dạng nhỏ, phía trên đó là khoai môn chiên giòn đó. Coi video ở nhà làm video nhìn lại mà nó thèm về xúc xích kiểu Đức, chả biết kiểu gì mà ăn ngon, chắc là xúc xích kiểu dâm bông chẳng hạn. Khoai tây chiên cộng với khoai môn chiên giòn, khoai môn ăn ngon lắm á. Khoai môn ăn rất là ngon. Bacon, thịt xông khói. Trời ơi, mình ở nhà mình làm video mà muốn đi chơi lại để ăn cái chỗ này, chịu hết nổi luôn. Cái khổ của người làm video ăn uống ăn chơi. Này heo là sườn bẹ sông khấu này. Sườn bẹ sông khấu 199.000 mình đi 2 người ăn thôi. Dạ. Nó vì cái sườn này thì thường thứ 6 người ăn hoặc là 4 người ăn. Dạ. Em ăn cái giòn heo muối chiên giò rất là đặc biệt nè. Ở đây chiên không giống mấy chỗ khác nè. Dạ. Đó là hai cái món là chủ đạo của quán. Gọi là ngoài ra thì mấy cái khác thì giò heo chiên muối đúng không? Dạ đúng rồi. Sườn bạc heo. Không, nhưng mà anh thông cảm là bọn em cũng đang anh biết rồi, anh biết rồi, bây giờ anh nhìn cái này lại biết là hai em ăn ngang ngang.
À dạ rồi. Nhiều rồi mà. Để bọn em cũng đang suy nghĩ là sẽ ăn món gì nha. Như là sườn bẹ heo sông khói. Nguyên một combo mình có thể mình ăn thịt thối được. Thịt thối thì nó gồm có bốn con tôm mà bốn cái súp này à. À, thịt thối. Thôi nhưng mà em thấy ở đây làm đồ ăn ngon đó anh. Dạ dạ. Cái này thì không có làm gì hết. Chiên thôi. Chiên thôi. Còn cái mình giới thiệu anh là mấy cái đó làm. Có gì giò heo muối, chiên giò hay là sườn bẹ nữa. Bây giờ sao không hết. Đó, anh về anh đợi xíu để 4 người ăn là. Không 4 người nhưng mà ăn phần nữa rồi gọi phần nữa được. Qua làm em ăn cơm đây cũng ngon, ăn cơm đặc biệt cơm chiên cũng rất là ngon. Cơm chiên nào ạ? Cơm chiên gì? Em có thể ăn cơm chiên đây là cơm bạn. Cơm đây anh. Cơm đây. Đây em cơm nè, em ăn cơm ba cành cũng được hoặc cơm cá hồi. Ba cành là cái này nè. Dạ dạ. Cái này sắc nhuyễn tay chiên. Dạ. Cơm cá hồi cũng được. Dạ rồi. Ăn thêm một cái rau đây xà lách cá hồi cũng ngon cũng ngon. Hoặc là xà lách bò cũng rất là ngon. Tại món Tây thì em ăn có thể mang bò Mỹ, bún tàn, thịt cuộn. Dạ rồi, để em dạ xong em xong món này rồi em sẽ tại đây cũng khá nhiều món, em không biết ăn món gì rồi, cảm ơn anh. Và sau khi dạo qua hết cái menu và được sự gợi ý của rất là nhiệt tình của anh chủ quán, bọn mình đã quyết định làm một cái sườn bẹ nè, sườn bẹ heo sông khói. Và quả thực là cái lựa chọn đó mình đã không hối tiếc, bởi vì cái sườn bẹ heo này nó rất là ngon. Nghĩa là mình khuyến khích các bạn nên đi đến và ăn cái món này. Đây là gọi là signature, cái món đặc biệt của quán luôn á. Và chủ quán rất là dễ thương khi mà đưa ra một cái ý là cái phòng bình thường này á, là 4 đến 5 người ăn. Nhưng mà nếu đi 2 người thì mình có thể gọi một nửa cái, một nửa dĩa, là tầm 100.000. Nhưng mà ăn đáng lắm. Ăn rất là đáng luôn, ngon nè. Phê cái này á, ăn xong cái uống bia, tốn bia thì thôi rồi luôn á. Cái sườn làm rất là mềm, không phải là kiểu như là sườn mua về không ướp, không làm gì hết á. Nướng lên thì nó dai nhách, sườn làm rất là mềm. Chả biết diễn tả sao nữa nhưng mà phê lắm. Nhớ gọi món này nha. Em chỉ ôi, nhiều sủng quá, em thấy ăn sủng lắm luôn á. Nhiều sủng quá hả? Ờ. Thôi, quay. Người bị đau răng mới không ăn được. Ồ, nhiều sung phết nha. Nghe nói là nó đổi sốt mới là cái này nè. Sao ướp sao? Em nghĩ là không cần chấm sốt đâu. Đại ướp nó thấm vô rồi. Mà nó có vị gì? Ăn một miếng không chấm lại được. Mẹ ăn miếng không có chấm. Rồi ăn miếng có chấm thì nếu uống bia có hợp không? Em nghĩ là không ăn chấm. Tại em thấy không chấm là nó đã vừa lũng mặn rồi. Dạ. Ok. Bây giờ ăn thử miếng mềm quá. Mềm à. Thậm chí những cái sụn cũng rất là mềm luôn. Sụn rất là mềm à. Sụn mềm lắm, em gắn một cái rồi. Thì đây là cái món đặc biệt của quán mà. Kiểu như cần thiện á, giống như là ăn một cái là tan chảy. Ghê. Giờ thử một miếng sụn mà không chấm coi.
Có vẻ như là phần mỡ nó khá là nhiều. Dạ, dạ, em thấy giống như mình ướp cũng đã đủ đủ thấm rồi á. Ướp ngon ghê luôn. Nếu mà ăn mặn thì chắc sẽ nước chấm này là ui, nước chấm này là làm từ gì ạ? Đấy là nước chấm đặc biệt là do anh nó đặc biệt á. Công thức bí mật, công thức bí mật. Dạ. Sao? Không chấm sao? Quen ghê, cái vị này quen ghê luôn á. Em ở Đà Nẵng à? Em quen. Có một nhóm là ăn trên này. Trong này có một khu. Để đám cưới gì đó. Đà Nẵng luôn. Em năm nào em cũng phải ghé đây lần. Năm nào em cũng phải ghé đây ở đây chơi lần. Vì em thích ở đây, em thích ở đây chơi lắm. Đi xem hoa, xem hoa đi khỏi chán, em muốn đi những cái chỗ khác rồi. Giống như là em thích cái kiểu của Sa Đéc mình, bởi vì nó còn giữ lại những cái kiểu cũ cũ. Còn em không thích đi Cần Thơ hay là mấy chỗ khác, em thích đi Sa Đéc mỗi năm. Em có gì em tìm Sa Đéc xưa hồi nay. Sa Đéc xưa hồi nay à? Rất là hay và rất là nhiều tích. Dạ. Nhà cổ này kia là đặc biệt ở đây là em ăn hủ tiếu khác. Dạ em biết. Nếu mà anh á thì anh bình thường anh ăn hủ tiếu, anh đánh giá cho chỗ nào ngon nhất để mời em đi ăn. Không tùy, không em đang cho nói là với anh thôi. Không, nghĩa là đặc biệt cái cọng hủ tiếu này rất là ngon, em ăn chỗ nào cũng vậy. Dạ. Cái cọng vì cái mình, của mình là có một cái lằn bột mà. Dạ đúng là lằn bột em. Ở đây lằn bột thì ăn nếu mà em thích thì cứ đi. Vì lằn bột nó không ở Đồng Tháp mình thì năm tổ chức thành ra bây giờ chương trình cọng hủ tiếu cũng ngon á, thì 50.000 mình đi như là hôm nay mai. Ví dụ là tân gì ta, tân quy đâu. Cứ chậm thì em ăn quê nó buổi sáng nha. Ủa, của nó là cái gì? Nó là một khu hay là cái làng bò, là khu du lịch làng bò thôi. Cái bánh chưng gà, bánh canh, phở như là gì đó. Nhưng mà nó không có. Không, như vậy em đang hỏi anh đó, cá nhân anh á, nếu mà anh ăn ở Sa Đéc á thì cái quán nào anh đánh giá là ngon nhất? Em ăn là trước đây cũng có này, ngay đầu nó tên gì không? Mỹ Ngọc. Dạ, không có gì mà ăn ngon nhất. Em đã quên cái tên rồi. Dạ. Mỹ Ngọc là đường số mấy anh? Dạ rồi, để mời em lại mà. Dạ, cảm ơn. Chỗ nào cũng ngon mà. Dạ em biết em cực kỳ thích ăn hủ tiếu. Em ăn không cái này em thấy ngon nên em chấm với lại. Cảm ơn. Đây là nước chấm. Có bị con nghĩ nếu mà mình chỉ ăn mỗi nước chấm thôi. Có mỗi ăn mỗi nước chấm không? Nó rất là ngon. Trong này thì em đoán là có tương ớt, một ít mè, tiêu. Với cái mà em đang biết á, hình như là bò khô. Không có bò khô như thế này. Bò khô à? Bò khô mà cái loại bò khô á, cái loại bò khô bản. Thì ý là lấy cái hương vị của nó đúng không? Lấy cái phần có xả với lại là bò khô. Cũng bò khô à? Đây là cái nước chấm mà đi kèm với cái món chủ chốt của quán là món sườn bè heo xông khói, ăn rất là ngon luôn. Chấm cái này với rau củ thì sẽ ngon hơn là chấm với thịt. Trong này nó có một cái khúc thịt trong này rồi, nên là chấm với thịt thì nó em thấy nó bị mặn, tại cái thịt này nó ướp rất là ngon. Em không muốn ăn chung với cái nước sốt nữa cho nó. Còn cái này em có gì hết thì thôi chấm cái này nó thốt. Ok. Cái này nhậu là mát trời mây luôn á.